Thanh Vân à, anh biết là anh không đủ tư cách, nhưng anh xin em hãy tha tội cho anh. Anh thật sự rất hối hận. Em đã tha tội cho anh rồi. Với lại anh cũng đừng lo lắng cho ba má nuôi. Em sẽ thay anh chăm sóc cho hai bác thật chu đáo. Anh cảm ơn em. Anh đừng nói vậy. Ơn của anh em còn chưa trả hết mà. Nhưng mà hai bác rất nhớ mong anh. Anh phải ráng cải tạo tốt để sớm trở về với hai bác nha. Anh Đăng Duy cũng có tới thăm anh. Anh đang chờ ở ngoài đó. Anh Khiêm à, chắc là anh cũng hiểu. Tụi mình rơi vào tình cảnh này đều là do sự cố chấp của cha mẹ chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không buồn vì những gì mà ba tôi đã gây ra với gia đình anh. Tôi cũng không biết cách nào để bù đắp cho anh. Tôi đã thuê luật sư giỏi và sắp tới sẽ tìm mọi cách để bãi lại, để anh được mau rời khỏi nơi này. Tôi cũng sẽ bù đắp cho anh bất kỳ lúc nào anh gặp khó khăn. Khi còn nhỏ, với cuộc đời lên đến, không có gì là tương lai. Nhưng những bước đi mờ mịt mà bất kỳ lúc nào cũng gặp khó khăn. Vì vậy mà tôi phải nuôi dưỡng lòng căm thù như để lấp đầy khoảng trống cô đơn. Rồi một ngày nọ, mẹ tôi mang lại hơi ấm mà tôi tưởng mình đã mất. Trong hơi ấm tràn ngập đó, mẹ cũng mang đến cho tôi vị đắng, đã biến tôi trở thành người khô lạnh, bất chấp. Tôi đã thay đổi mình từ lúc nào, chính tôi cũng không hiểu. Là người đàn ông, tôi đã tự nhủ lòng, tôi phải bảo vệ mẹ của mình, cho dù mẹ tôi có ra sao. Nếu chỉ nói về tình mẹ con, anh đã làm đúng, và điều này tôi rất trân trọng. Nhưng thật tiếc, chúng ta không là anh em với nhau trong hoàn cảnh khác. Dẫu sao đây cũng là kỷ niệm, mà dù muốn hay không nó cũng đã hiện hữu. Chúng ta phải chấp nhận nó như một vết đau. Phải đón nhận vì yêu thương. Tôi chỉ xin anh một điều. Tôi biết anh muốn gì rồi. Anh yên tâm, tôi đã lo hậu sự và chăm sóc cho mồ mả của cha và mẹ anh rồi. Anh yên tâm. Cảm ơn anh. Hoài Thương sẽ đến thăm anh. Tôi đi đây.
Kim, tôi đã định không đến thăm anh. Vì thật sự tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào. Nhưng chính Thanh Dân đã thuyết phục nên tôi đã về đây và ngồi trước anh. Tôi hy vọng sự tái ngộ này sẽ giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Tôi biết anh rất là khổ tâm. Anh thấy đó, người làm việc xấu thì không thể nào sống bình an và vui vẻ được. Thôi, những gì đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi chỉ mong anh hãy nhận biết những sai lầm của mình. Mọi người ai cũng phải có những khiếm khuyết, chỉ có lòng vị tha mới có thể hóa giải được. Chỉ tại mình không có đủ dũng khí, không đủ quyết tâm để dừng lại những sai lầm của mình. Tương lai vẫn còn dài phía trước. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh, một người hoàn toàn mới. Phạm Văn Duy Kim đã hết giờ thăm nuôi. Bye bye. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay.